Hiền Hồ lộ diện hậu drama anh em nương tựa nhưng không ai nhận ra. Chắc chắn suốt thời gian qua, Hiền Hồ không thể mang danh ẩn tích 100% được. Hiền Hồ đích thị là cái tên hot nhất thời gian qua sau khi bị lộ hàng loạt hình ảnh thân mật với một vị đại gia lớn tuổi. Dù có nhiều khoảnh khắc ôm ấp, mặt cận kề, nhưng vị đại gia này cho biết mình với Hiền Hồ chỉ là tình cảm anh em nương tựa nhau để cùng cố gắng trong cuộc sống. Trước ồn ào, Hiền Hồ chọn cách im lặng và sống ẩn, không để lộ chút tung tích nào. Tuy nhiên, nhiều người vẫn khẳng định Hiền Hồ không thể mang danh ẩn tích 100% được. Gần đây, Instagram xuất hiện một tài khoản với ID giống hệt Hiền Hồ. Dù lượng người theo dõi ít ỏi, thế nhưng tài khoản này rất chăm chỉ post bài tương tác. Một số ý kiến cho rằng đây chỉ là tài khoản fake Hiền Hồ để câu sự chú ý. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không loại trừ khả năng đây là tài khoản phụ của Hiền Hồ được xây dựng như mục đích ảo để tránh bị phát hiện. Mọi thứ vẫn chỉ là dự đoán của cộng đồng mạng, tuy nhiên cái tên Hiền Hồ hiện tại vẫn còn được rất nhiều người quan tâm. Trước đó, câu chuyện của Hiền Hồ và vị đại gia đã xuất hiện hàng loạt chi tiết phủ nhận loại phát ngôn chỉ là anh em nương tựa. Thậm chí, mẹ vợ của đại gia này cũng đã lên tiếng không dưới một lần. Dù không nêu rõ sự tình, song nhiều người vẫn đặt ra giả thiết về chia sẻ thâm sâu của lão Phật gia của tập đoàn Sơn Kim. Hiền Hồ vẫn giữ im lặng và khóa tất cả các tài khoản chính chủ trên mạng xã hội. Một nguồn tin cho biết hiện tại chiếc xế hộp tiền tỷ của Hiền Hồ đã được di chuyển đến địa điểm khác và che chắn cẩn thận. Xem ra thời gian qua, nữ ca sĩ đã trú ngụ khá lâu trong nhà riêng. Chưa hết, thông tin thanh niên được thuê đóng giả em họ Hiền Hồ để tung những hình ảnh gây bất lợi cho nữ ca sĩ cũng khiến nhiều người hoang mang suốt thời gian vừa qua. Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Hiền Hồ biểu diễn trên sân khấu vào ngày 10 tháng 4 khiến ai nấy đều bất ngờ. Cụ thể, trong video được đăng tải trên kênh chia sẻ video lớn, nữ ca sĩ mặc váy trắng tinh khôi khoe vẻ trẻ trung và vòng eo gợi cảm, vừa hát giọng ca quê Đắk Lắk vừa vui vẻ kêu gọi khán giả tương tác với mình. Đoạn video này sau đó đã nhanh chóng được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút đông đảo người xem. Nhiều dân mạng cảm thấy bất ngờ với hình ảnh Hiền Hồ tự tin vui vẻ biểu diễn khi ồn ào đời tư chưa lắng xuống. Ngoài bình luận khen ngợi giọng ca và phong cách trình diễn của Hiền Hồ, một số người bày tỏ sự tiếc nuối khi nữ ca sĩ phải đối diện với scandal lớn nhất sự nghiệp. Tuy nhiên, sau đó không lâu, nhiều fan tinh ý đã chỉ ra đây chỉ là video cũ. Dựa vào trang phục mái tóc, dân mạng cho rằng đây là clip nữ ca sĩ biểu diễn trong một chương trình âm nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 2. Scandal ập tới thì lặng một thời gian rồi trở lại như chưa từng có scandal. Chị gái kia đang lặng nhưng sản phẩm vẫn xuất hiện nè. Chuyện pay upload video thuộc về chương trình thì pay cũng chẳng sai, nhưng có thực sự phù hợp không khi đăng video về một nghệ sĩ có vấn đề như vậy? Tại sao đang dính scandal mà vẫn đi diễn thế kia? Ủa rồi giải quyết ồn ào cho triệt để rồi hãy đi diễn Hiền Hồ ơi, là một số ý kiến của dân mạng. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo Hiền Hồ và đăng tải những nội dung không xác thực để câu view, câu tương tác, khiến dân mạng bức xúc. Hiền Hồ là giọng ca trẻ được nhiều khán giả yêu thích qua loạt bài hit Gặp nhưng không ở lại, Em ngày xưa khác rồi, Có như không có. Với vóc dáng nhiều ưu thế, Hiền Hồ nhanh chóng gặt hái thành công sau cuộc thi The Voice giọng hát Việt. Cô từng gây xôn xao khi trả lời báo giới về chuyện nghệ sĩ phải chấp nhận thị phi khi tham gia showbiz. Nếu nghệ sĩ làm gì mà người khác không để ý nữa thì quá buồn rồi. Tôi không muốn như thế một tí nào. Tôi vẫn muốn khán giả nhớ tới tôi bằng những sản phẩm âm nhạc nhiều hơn những việc ngoài lề. Còn nếu mọi người để ý tới việc ngoài lề thì cứ để ý thôi. Không sao, nói là thị phi cũng được. Miễn là mọi người vẫn còn để ý tới mình. Miễn là mình làm cái gì không thấy hổ thẹn là được.